chúng ta sẽ bước sang buổi học thứ hai. Và hôm nay buổi học thứ hai chúng ta sẽ học bài Run Away River và bài The Traffic Cop. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về bài nhịp 3-4. Trước khi học tiếp bài nhịp 3-4, tôi sẽ ôn lại cho các bạn nhịp 4-4. Buổi trước chúng ta học về nhịp 4-4 có ký hiệu là 4-4 hoặc là C. Thì ở nhịp này có 4 phách. Phách 1, 2, 3, 4. Phách 1 và phách 3 hơi mạnh. Phách 1 mạnh, phách 3 hơi mạnh. Và các bạn nghe thử máy đập nhịp nhé. Đây là nhịp 4-4. Hôm nay chúng ta sẽ học sang nhịp 3-4. Ở nhịp 3-4 có 3 phách cho mỗi nhịp. Mỗi phách bằng một tiếng kêu. Và phách 1 là phách mạnh như sau. Vâng, và bây giờ tôi sẽ ứng dụng bài nhịp 3-4. Trước khi vào bài, tôi sẽ ôn lại với các bạn về các trường độ nốt. Nốt tròn 4 phách, nốt trắng chấm 3 phách, nốt trắng 2 phách và nốt đen là 1 phách. 1 phách ứng với một tiếng kêu ở trong máy đập nhịp nhé các bạn nhé. Đây các bạn quan sát lên bản nhạc. Cũng tương tự như buổi học trước, chúng ta cần phải tập trước những cái mẫu câu mà sẽ được sử dụng trong bản nhạc này. Đó là những cái dòng rất là bé ở phía trên, gồm có các nốt như là mi, re, đô, fa, mi, re, sa, hai, ba, mi, hai, ba. Đây là mẫu câu của bản nhạc này. Và một phần nữa trong bản nhạc này được nhắc tới đó là nốt trắng chấm được nối sang một nốt trắng chấm. Ở ký hiệu này chúng ta sẽ chỉ cần chơi một lần thôi. Đó là nốt trắng chấm đầu tiên và chúng ta sẽ ngân dài về phía đằng sau. Như vậy tổng cộng chỗ này chúng ta sẽ ngân tổng cộng 6 phách. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong phần lý thuyết của bài Run Away River và bây giờ chúng ta sẽ vào bài nhé. Các bạn quan sát nhìn bản nhạc, đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đọc nốt. Mi, re, đô, fa, mi, re, sol, fa, mi, re, đô. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn đọc nốt phần tay trái. Đây là khóa son chúng ta sẽ sử dụng để chơi tay phải, còn đây là khóa pha, cách đọc nốt hoàn toàn khác. Chúng ta lưu ý khe thứ hai là nốt đồ và vị trí ở phía dưới thấp hơn đồ vừa chơi tay phải. Bây giờ chúng ta nhìn lên bản nhạc chúng ta đọc nốt cùng tôi nhé. Chúng ta sẽ quan sát tay tôi chơi ở trên phím đàn. Chúng ta lưu ý các kỹ thuật gõ tay mà tuần trước tôi đã nói với các bạn. Đó là khung tròn tay. Chúng ta sẽ nhấc lên để chuẩn bị lực cho từng ngón. Cổ tay chúng ta giữ ổn định.
và thả lỏng. Chúng ta sẽ quan sát tay trái. Và bài này có một ký hiệu mới là nốt trăng chấm, lưới sang nốt trăng chấm. Là mình sẽ nghỉ không chỉ 3 phách mà mình sẽ cộng lại phía đằng sau nữa. Cho đến khi nào hết dấu nối thì mình sẽ ngừng tay và mình sẽ chơi tiếp sau. Còn bài tiếp theo, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn, đó là bài The Trade Cop. Bài này chúng ta sẽ chuyển sang nhịp 2, 4. Ở nhịp 2, 4 chỉ có 2 phách mỗi nhịp thôi. Phách đầu là phách mạnh. Nghe máy được nhịp. Máy được nhịp sẽ như sau nhé. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi nốt nhạc của bài The Trade Cop trước. Phím trắng trước 2 phím màu đen và ngón tay số 5.